Chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục về nghe lạc kể, chuyên mục podcast của Trường Đại học Văn Lang, được phát sóng định kỳ vào mỗi tháng trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Mình là Mỹ Như, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong số thứ tư của Về Nghe Lạc Kể. Về Nghe Lạc Kể là nơi để đại gia đình Văn Lang gửi gắm những tâm sự, chia sẻ về đời sống học đường hay đơn giản là những điều nhỏ bé trong cuộc sống và cùng nhau lưu lại những kỷ niệm trong hành trình đại học của mình. Đối với các bạn sinh viên năm 3, năm 4, thực tập là lúc các bạn lựa chọn môi trường làm việc thực tế sau khoảng thời gian trau dồi kiến thức trên giảng đường. Cứ mỗi năm, sinh viên Văn Lang lại chia sẻ với nhau về hành trình thực tập của mình. Thực tập không chỉ là cơ hội thực hành kiến thức ngành nghề đã học ở trường, mà còn là dịp để các bạn sinh viên trải nghiệm cuộc sống, va chạm thực tế và trưởng thành lên từng ngày. À, trong Về Nghe Lạc Kể số thứ tư, chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên năm cuối qua chủ đề mình trưởng thành từ kỳ thực tập như thế nào. Trong số thứ tư của chuyên mục Về Nghe Lạc Kể, Mỹ Như đã nhận được rất nhiều câu chuyện của các bạn sinh viên năm cuối đang thực tập tại các doanh nghiệp và các anh chị cựu sinh viên từng trải qua kỳ thực tập đáng nhớ. Mỹ Như sẽ chia sẻ đến các bạn thính giả những tâm sự của bạn Lê Đào Lan Trúc, sinh viên khóa 24, ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật và thiết kế về hành trình thực tập của mình. Mình đã bắt đầu thực tập tại doanh nghiệp khá sớm so với các bạn sinh viên đồng trang lứa. Từ năm 2, mình được một giảng viên của khoa giới thiệu cho một công ty chuyên về thiết kế nội thất. Trong khoảng thời gian đầu thực tập, nếu ai hỏi mình có gặp khó khăn gì không thì chắc chắn là có. Khi mình đi thực tập, một anh trong công ty đã đưa ra nhiều lời khuyên và chỉ dạy mình rất nhiều. Mình tâm đắc và nhớ nhất câu nói mà anh đã khuyên mình: muốn học hỏi thì hãy tự biến mình thành một chiếc ly rỗng. Phần rỗng càng lớn thì những gì bạn học được càng nhiều. Ngược lại, nếu cho rằng mình đã hiểu biết nhiều, như cái ly của bạn đã đầy, thì bạn sẽ không thể dung nạp thêm kiến thức mới. Qua kỳ thực tập, mình được trải nghiệm nhiều hơn, va chạm cũng nhiều hơn, và mình chợt nhận ra rằng kiến thức được học trên lớp khác xa những công việc ngoài thực tế rất nhiều. Cũng nhờ kỳ thực tập mà mình đã tìm ra nhiều phương pháp học tập mới kết hợp giữa kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Mình hy vọng rằng các bạn sinh viên hãy mạnh dạn bước ra khỏi vỏ bọc của mình, tìm tòi, học hỏi thêm những thứ mới từ bên ngoài và để mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn từng ngày. Mỹ Như xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn Lan Trúc với những gì đã học được từ giảng đường và kinh nghiệm thực tế. Về Nghe Lạc Kể chúc cho Lan Trúc sẽ vẫn luôn tự tin trên con đường sự nghiệp sắp tới nha. Tiếp nối chuyên mục, Mỹ Như đã chia sẻ những tâm sự của bạn Truyện Duy Ngọc, sinh viên khóa 24 ngành kế toán. Duy Ngọc là thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ MC và cũng là một gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của Văn Lang. Mình may mắn được thầy cô giới thiệu thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn Rồng Việt từ tháng 12 năm 2021. Trong thời gian đầu đi thực tập, mình còn nhiều bỡ ngỡ. Một phần chưa quen biết với các anh chị trong công ty. Các anh chị đều là những người mình chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện cũng như chưa từng làm việc. Bên cạnh đó còn rất nhiều thứ mới mình chưa từng tiếp cận hay chỉ được biết qua các bài giảng lý thuyết. Cũng rất may mắn khi bản thân mình là một người làm quen nhanh với môi trường mới, khá cởi mở, nhiệt huyết nên cũng nhanh chóng hòa nhập cùng các anh chị. Trong suốt thời gian thực tập, mình được các anh chị trong công ty tận tình giúp đỡ, dạy thêm nhiều kiến thức mới, kỹ năng mới để áp dụng trong việc học và trong công việc sắp tới. Mình thật sự rất trân quý khoảng thời gian thực tập tại công ty, bởi bên cạnh kiến thức chuyên ngành, mình còn học được những kỹ năng như kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày. Những kỹ năng này hiện tại mình đã áp dụng vào công việc tay trái của mình là dẫn chương trình. Qua kỳ thực tập, mình nhận thấy bản thân đã khác rất nhiều, chín chắn hơn, trưởng thành hơn để tiếp tục theo đuổi công việc làm một kiểm toán viên. Mỹ Như xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn sinh viên năm cuối Văn Lang về kỳ thực tập của mình. Trong số phát sóng lần này, mình đã nhận được nhiều bức thư tâm sự của các anh chị cựu sinh viên Văn Lang. Hy vọng các bạn sinh viên Văn Lang sẽ hiểu hơn về quá trình thực tập tại doanh nghiệp cũng như tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm bổ ích nha. Mỹ Như sẽ chia sẻ đến các bạn thính giả tâm sự của bạn Phạm Lý Thảo Nguyên là cựu sinh viên khóa 23 ngành quan hệ công chúng về kỳ thực tập của mình. Kỳ thực tập là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mình ở 4 năm đại học.
mình từng lựa chọn một đơn vị xây dựng mạng xã hội về marketing, quảng cáo, truyền thông thực tập. Tuy nhiên, thời gian thực tập của mình chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày. Ngay trong ngày thực tập đầu tiên, mình đã nhận thấy bản thân không phù hợp với mong muốn kỳ vọng của bản thân về vị trí công việc. Mình đã cố đấm ăn xôi, nung nấu một tia hy vọng sẽ hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình như những anh chị, những người bạn khác. Mình đã khóc rất nhiều khi quyết định dừng lại mặc dù bản thân đã lường trước. Câu hỏi duy nhất lẫn vẩn trong đầu mình lúc đó là bản thân mình tệ như thế nào khi chỉ mới 3 ngày đã phải dừng lại rồi. Sau khi thất bại, mình nhận ra phải tìm công việc phù hợp với thế mạnh, năng lực của bản thân. Mình đã quyết định apply hồ sơ vào công ty giải trí với vị trí Social Media Executive. Trong kỳ thực tập, mình học được nhiều nhất chính là cách đối mặt và vượt qua sự lo lắng của bản thân và nhất là tìm ra đúng thứ phù hợp với khả năng và bản thân mình có thể làm tốt, không cố gò ép bản thân vào những thứ không phù hợp, không phải thế mạnh của mình. Cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn Thảo Nguyên. Sau chia sẻ của bạn, mình nhận ra rằng có thể thành công thì tìm và phát huy thế mạnh của bản thân là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Nối tiếp chuyên mục, chúng mình sẽ lắng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Quỳnh Thu Nhi là sinh viên khóa 23 ngành kỹ thuật nhiệt. Thu Nhi cũng là một trong những sinh viên nữ hiếm hoi lựa chọn ngành kỹ thuật nhiệt tại Văn Lang và từng đạt thành tích sinh viên tiêu biểu đại diện tham quan học tập tại Đền Hùng Phú Thọ năm 2020. Ngay từ những năm đầu tiên vào Văn Lang, người thân, bạn bè đều nghĩ mình không hợp với khối ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành kỹ thuật nhiệt, một trong những ngành nổi tiếng với số lượng sinh viên nam áp đảo. Nhưng trong quá trình học, mình nhận thấy bản thân không đơn giản là chỉ thích mà còn đam mê với lĩnh vực này. Định hướng công việc của mình là làm kỹ sư thiết kế nên mình đã chọn thực tập tại vị trí thì kỹ sư thiết kế hệ thống điều hòa không khí. Công ty có nhiều dự án của nước ngoài và trong nước nên mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại dự án khác nhau, từ chung cư cao tầng đến các xí nghiệp nhà máy lớn. Trong quá trình thực tập, việc khó khăn nhất của mình là tập làm quen với cách làm việc, tập làm quen với những deadline. Về kiến thức chuyên ngành, mình đã được trang bị cơ bản trong quá trình học tập tại trường nên cũng nhanh chóng bắt kịp được nhịp làm việc. Ngày đầu tiên làm việc, mình được chào đón như một nhân viên chính thức. Điều này làm mình cảm thấy rất vui. Không những vậy, tại đây các anh giúp đỡ và chỉ dạy những kiến thức thực tế một cách rất tận tình. Thực ra mình nhớ tất cả về khoảng thời gian thực tập của mình vì mọi thứ đều rất tuyệt vời. Ở đây mình được học hỏi, được làm việc, được áp dụng những kiến thức đã học và học thêm nhiều kiến thức mới. Hiện tại mình đang làm việc tại công ty có trụ sở tại Đan Mạch. Những dự án của công ty mình đa số tại Đan Mạch nên môi trường làm việc giúp mình phát triển kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, kiến thức và quy chuẩn thiết kế nước ngoài. Kỳ thực tập giúp mình có một số kỹ năng về sử dụng các phần mềm vẽ và tính toán. Mình được tập làm quen với phong cách làm việc bài bản, có quy trình. Điều này giúp mình thích nghi nhanh với môi trường làm việc tại một công ty nước ngoài. Mình mong rằng các bạn sinh viên hãy luôn làm việc với tâm thế, luôn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi, sẵn sàng làm việc và cống hiến dù ở vị trí thực tập sinh hay nhân viên. Khi các bạn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, các bạn sẽ học được những kinh nghiệm quý báu từ các anh chị trong công ty. Họ đã mắc sai lầm và trả giá để có được những thành tựu như hiện tại. Qua đó, con đường đi đến phiên bản tốt hơn của chúng ta sẽ nhanh chóng và rõ ràng hơn. Qua những chia sẻ của các bạn sinh viên và cựu sinh viên, Mỹ Như tin chắc rằng sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho các bạn sinh viên vững tin trên hành trình thực tập của mình nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số phát sóng thứ tư của Về Nghe Là Kể với chủ đề Mình trưởng thành từ kỳ thực tập như thế nào. Và mình là Mỹ Như, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở số phát sóng tiếp theo nha.